gia đình Hưng Vlog lại đi thăm bẫy các bạn. Mình đang chuẩn bị mấy cái dụng cụ để mang đi các bạn. Mang cái này đi nói các bạn mình phải chế một cái kiểu gì đi đồi đi rừng hay là đi đồng phải có cái vũ khí để phòng bị các bạn. Cái này nếu mà để mà mình ấy mà có hàng ấy thì mình bắt luôn. Nếu mà không biết bắt thì mình lại cầm cả lồng về. Không biết hôm nay thế nào đây. Mấy hôm mình không đi. Hôm trước là được một con giáo vàng. Đây là mình học viên. Hôm nay đi không biết được cái gì. Hôm trước mình đánh mình kiếm được mấy cái chuẩn nhất. Con dao ở ngoài để chủ động. Áo đặt neo mũi đốt nha. Cài khóa được không? Ok chưa? Cái này. Cài khóa lại à? Ừ. Cái này áo của ai đây? Áo của cô. Áo chị ăn. Áo chị ăn à? Ừ. Con có cái áo này truyền thống đi với bố đúng không? Ừ. Áo này đi là bố nói mình nghe nhá. Ừ. Không có là rắn rết là nguy hiểm lắm. Bố thấy nóng. Cho đại ca đi, cho đại ca ấy cái... xem đại ca ấy, biết không có là đại ca ấy không hiểu là đại ca ấy vớ được là đại ca ấy chột chết. Ở đây là đồi rừng nó phải tiếp cận với những nàng quen. Ha, đi thôi các bạn ơi. Ra hoa. Tướng quân. Mình dòng ít chanh năm nay nó ít quả nhưng mà sao nó cứ bị kia đây ghẻ quả các bạn này. Cây này nó ngoái sai lắm rồi, năm nay nó đập nó ra hoa thế là gặp cái trận mưa phùn nó rụng biết bao nhiêu, nó cứ bị như này. Mình phun rồi, phun 2-3 lần rồi nó vẫn bị kia bệnh ghẻ nhám này. Trước bọc chưa hết à Quỳnh? Chưa. Cao. Mấy quả na này bị ấy rồi. Có tỉa rồi này. Còn mấy quả này không bọc nốt đi. Quả này hỏng mốt, quả to này thì hỏng rồi. Na thái mà không bọc này thì chết rồi. Cái này bị sâu rồi này con này. Bo tí cầm này về cho mẹ lấy nhá. Như một kiến đi cầm. Gì có kiến. Tôi để đây tí lúc về cầm. Nhá. Lúc tại đây cầm. Tôi đi bố đi từ bẫy. Bo ở ngoài đấy nhá. Vâng. Có được con gì không bố? Con này mồi chết rồi. Lu ra. Cái quả mít là chín ra thơm thế. Ý quả trên kia chín rồi kìa. Mãi trên cao. Để mai mang thang lên bắt. Bo đứng ra lùi ra con. Đứng lùi ra nữa đi. Được rồi. Còn mồi cạn đấy.
nay chả thấy con gì con ạ. Đi thì có không được, không không đúng không? Tính heo nào cũng được ạ. Ai đây? Là con Lưu. Con đứng ở đấy nhá. Con đứng ngoài đấy nhá. Con phải muốn ăn ra đây nhá. Con đứng ngoài để bố vào bố thăm bẫy chưa? Con vào trong muốn nó dập mới chưa? Đây để cái lồng để bẫy đây nhá. Đi từ bên dẫn để bố bảo con nhá. Ừ. Ủn nặng lắm. Có hàng rồi. Có hàng các bạn ơi. Tối quá thì nhìn thấy gì. Ủn nặng lắm. Caramel nặng lắm. Sao có thật. Ủn nặng dã man luôn. Chắc lại hổ trâu rồi. Ui. À, đúng rồi, hổ trâu rồi. Đừng tỉnh lắm các bạn ơi. Ôi, con được vào chưa? To. Hả? Con được vào chưa? Đây con đi vào đây bố. Đi khéo nha. Ủa, ủa to lắm các bạn ơi. Con đứng dạng này con. Đứng dạng này. Đứng lùi ra nhá. Thế mà nó chạy ra là phải chạy hết cỡ biết chưa? Một phát là chạy bao nhiêu km trên giờ? Vâng. Anh bạn nhà mình là rất thích đi nhưng mà cũng đi cái này là cũng lo các bạn ạ. Nhưng mà đây là chẳng qua là những cái bẫy ở gần nhà thì mình cho đi. Tại vì là ngày nào bạn ấy cũng tiếp xúc thì hy vọng là bạn ấy sẽ hiểu biết về các cái loài rắn sớm. Nhà mình đây lắm rắn lắm ạ. Con rắn hổ mang này. Rắn này là rắn hổ trâu con ạ. À rắn hổ trâu. Hổ trâu này, hổ mang này. Hổ chúa. Hổ chúa, hổ chúa ở mình đây không có hổ chúa con ạ. Còn rắn độc nhá con nhá. Ừ. Không có được ấy đâu. Cấm là tuyệt đối không được đến gần. Ủa đồ. Thế sao mà đánh ăn được? Ê đồ ôi, thiên linh linh, địa linh linh. Cậu ồ. Ê. Wow. Ê chớ. Sao bố lại gần được? Bố. Các bạn ơi, con này không phải tầm thường đâu các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Nghe nhí. Ủ, đã đời chưa? Hôm nay mình tưởng. Tỏ thế nhỉ? Sao bố lại gần được vậy bố? Mình tưởng kém canh mà nay lại một con to các bạn. Bố ơi. Sao bố lại con hỏi gì con hỏi nhiều thế, sao con? Sao bố lại gần được vậy? Hả? Sao bố lại gần được vậy? Bố là người lớn, con là trẻ con. Thế chị Vi là người lớn đây. Con lại nó cắn con cái đỡ được không? Không. Nhiều. Lần này mình bắt toàn rắn to thì các bạn. Quá. Bắt luôn đây hay mang về nhà bắt nhỉ? Mang về nhà đi, đằng nào cũng có mồi mà. Tôi cầm lồng về đi. Cầm lồng về bắt cho các bạn xem nhé. To nhỉ?
muỗi không bo? Có. À không. Không có muỗi à? Có muỗi cái là ở nhà luôn đúng không? Đúng. Con thì con sợ muỗi nhất. Mùi nặng lắm các bạn ạ. Cháu phải đến 80 cân. Ồ, cái này để về mình cân luôn cả lồng các bạn nhé. Bà ơi, được một chú à? Được mỗi con to lắm. Có gì? Phải bị đẩy chỗ này rồi. Phải bị hết mồi. Sao mình là sao chỉ này thì để ăn hết mồi rồi mình không? Nó không ấy này, mồi mình không cho nước cho mồi vào này để mấy hôm mà chắc nó nắng quá nó chết. Các bạn. Con này không thua hai con trước đâu bạn. To hơn. Này bà ơi. Điều nó cuộn tròn. Một đống luôn này. Đó. Kinh vậy. Con này nếu một chỗ to nó thì đúng bằng cổ tay con thật. Lá màn rồi các bạn ơi. Không nữa. Sao mà ở đâu nó cứ về vậy lắm vậy. Bà nhìn này, bà. Bà nhìn này. Con là nó ở trâu. Thế nó thở. Cân cho nó được bằng nào. Ừ, nhỉ. Mình đi lấy cân nhá. Nào bố đi nha. Ghê quá. Mày rút cái ra luôn kìa bố ơi. Mấy cân này? 2 cân rưỡi à? 2 cân rưỡi vào. 2 cân rưỡi. To bằng cái bàn lông bàn. Chưa được 2 cân. Gắn được gần 2 cân thì to lắm. To nhỉ? Cái con 3 lạng, 6 lạng đã thấy nó to rồi. Con này gần 2 cân to lắm. Nhá. Đằng nào nó rộng hơn. Bên này. Bao đây túi cho bố. Vâng. Đây bố ơi. Tôi tao nó ra làm gì có sẵn. Đợi bố đi lụ. Đợi bố đi ăn. Đại ca đi. Đại ca đâu? Đại ca luôn đây. Khó lấy. Thôi con này sợ mà. Con đứng lùi ra con. Con này là không được thì chết. Không để nó. Bố không để ý nó. Đừng lừa vào con ơi. Nó mà ra thì chết.
lưới sắt. Trồng cái lưới này. Nó có lồng sắt. Nó giật mình nó ra hái nha, bò nha. Con này nó mới vào các bạn, nó hơi hung. Hung lắm. Đớp cho đau. Đớp. Nó mà đớp con đi vào viện luôn. Ím. Ngồi ra đi con ơi. Con này con ăn mấy người đây. Vào được cái đuôi rồi. To quá các bạn. Cái cửa lồng này mình buộc nó bị hẹp. Mình gỡ cái này ra tí. Nhà nó bị sức, sức vẩy. Đứa thích lận được kìa bố. Mới vào nên là nó hung. Được rồi. Mua cái kìm mà nhỉ, gỡ cho nhanh. Buộc một cái thép các bạn. Rồi. Chờ tí nữa là nó ra. Này nó ra đẹp đấy. Thôi các bạn ơi, nó thực sự ra là mình bắt cái loại này là mình cũng ghê thật. Tốt nhất là như thế này cho nên nhà bắt này ghê lắm. Ra được con. Yêu dài nhỉ bố nhỏ. Dài chứ. Ghê ra rồi. Ra rồi. Ra chưa? Ra rồi. Cái đầu nó bên kia. Ở trên đâu? Nó đang cố ra này. Con đứng lùi ra, con không phải dí gần vào vậy đâu. À, cái đuôi. Ủa, cái đuôi này các bạn ạ. Xa xa. Ôi rồi. Thôi bố ơi, đừng bắt cả. Tìm xem nào. Phun độc độc thì chết rồi. Ô bà ơi. Bà. Yên quấn xiết. Đi sao cái đầu nó bé tí. Các bạn ơi. Rồi, mất chân. À, con này sắp lột rồi. Da cứng rồi. Nó xiết. Trời ơi. À chiêu. Trời ơi. Mày, bỏ ra đó, bố cái. Này, đứng lùi ra con. Các bạn ơi. À, đau quá. Bố gỡ nó ra đi. Hả? Bố gỡ nó ra. Ủa, cứng chân rồi, cứng chân của bố rồi. Nè, bố gỡ ra đi. Bò cho chân này cho quấn quá nặng. Con này nó mới vào các bạn ạ. Nó vừa vào nó đớp luôn đấy. Nó đớp đau phết đấy. Trước mình bị đớp đau, chảy máu. Bắt loại này giờ cứ ghê ghê. Chán nha con. Bố gỡ ra nó lại quấn vào. Hả? Ê con này. Nó lại cứ quấn vào rồi thì sao? Bây giờ về giết nó thôi. Thế ba về đi mẹ xem đi.
Thế đi. Chắc mẹ chạy luôn. Chắc mẹ chạy luôn đi bố ạ. À. Nhưng bố bắt thằng mình túi lưới cho bố đụng mũ vào. Bố cầm chắc cái đầu vào. Hả? Bố cầm chắc cái đầu vào. Cái gì con? Nhưng có sợ. Sợ gì mà sợ, em là sợ hơn đi. Hả? Hả? Đâu có nói chứ nhở? À, cả lòng là 2,5 cân. Ôi trời ơi. Hả? Ôi. Cục trâu. Cân chín. Hôm nay mình bán được mấy trăm đấy. Để cho chị si vào. Cho si được đấy thì được. Làm bóng gì? Si đỏ. Vừa bắt đây chụp phát được ngay. Có từng muốn chụp phải sợ cắn nhưng mà cắn có này cái răng của nó khốn nạn, cái răng của nó mọc. Anh không cần đi. Rồi cầm thận cầm đi. Không. Tui lưới đâu boy? Đây hôm trước bắt được con bằng này. Xong là lấy cái liềm bổ bổ cái bao la để treo cái gốc cây vào. Cái tầm khoảng 4 giờ là điện bọn Cường bảo và bị rắn. Phải sao đi con mua cũng được không? Không nói em bắt hai con liền đi. Trước bắt quả con hôm thì cũng ăn thịt đấy. Trời ơi, con rắn độc. Hả? Trứng nhiều gì con ạ? Cái mà. Cái nhưng mà chưa có trứng được. Con này làm gì? Không có đẻ rồi. Một đoạn này đang bị to. Nuôi đẻ con này. Cái gì? Có chuồng nuôi đẹp con này. Hả? Nuôi á? Biết bao nhiêu năm to là như này đúng không? Nuôi mình nuôi làm gì? Đẹp đi. Hôm trước bỏ cái vuông cân chăn 19 cân mà. Đẻ không mà. Lưới bò đẻ đâu rồi? Rắn này kinh nhỉ bố nhỉ? Giờ con này để đâu? Đâu con hỏi làm gì? Con hỏi vậy. Rắn này có ăn được không? Bố à? Rơi bò ơi kìa. Bố áo. Đi mẹ, chị quay rồi. Giữ thật đi. Đó. Con này giữ. Chạy ra.
dư. Tránh ra cơ cháu, nó đớp cho bây giờ. Đi vào kìa, mẹ gọi kìa. Không. Thả mẹ này. Nó mua thêm một lần. Không. Thôi, chào các bạn nhá. Mình cất đi, xử lý sau. Xin phép dừng video tại đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.